Các bạn có nhu cầu về đồ thể thao hãy liên hệ với shop thể thao Hoàng Long, điện thoại Zalo 0988 929 284. Thể thao Hoàng Long uy tín là trên hết, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Mời quý các bạn khán giả hâm mộ bóng chuyền theo dõi trận thi đấu giữa hai đội Công an tỉnh Bắc Cạn gặp đội Bình Văn Chợ Mới trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền ra xã Quang Thuận mở rộng năm 2021. Hai đội đang tiến hành khởi động chuẩn bị vào sân thi đấu. Quý các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sao lại bị nghiêng đi nhỉ? Em bắt tiếp hả? Ừ. Để em xin cho em, bọn em xem lại nhé. Ừ. Mà như vậy trận đấu bắt đầu. Ở hiệp một này đội Bình Văn là đội phạt bóng trước. Rất đáng tiếc một pha phạt bóng không qua lưới. Điểm 1-0 cho Công an tỉnh. Rất fair play, một pha phạt bóng không có lưới của Công an. Điểm 1-1 cho Bình Văn. Lần này thì bóng đã qua lưới rồi. Cơ hội cho Công an. Một pha đánh bóng không có lưới của các cầu thủ Công an. Điểm 2-1 cho Bình Văn. Công an đánh bóng tốt, điểm 2-2 cho Công an. Ban tổ chức có bình luận và tường thuật kết quả trận đấu. Sau đây mình sẽ nhường lời cho ban tổ chức. Quý các bạn xem nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để kênh nhiều, có nhiều động lực để đi nhiều nơi quay nhiều giải bóng chuyền trong và ngoài tỉnh Bắc Cạn cho khán giả hâm mộ bóng chuyền xem. Cảm ơn quý các bạn rất nhiều. Điểm 8-3.
Thank you.
của công an đã lẩy bóng chắn bóng ra ngoài điểm cho Bình Văn 16-15. Công an bỏ bóng không qua lưới. Điểm cho Bình Văn 17-15. Tay chắn của đội Bình Văn ra ngoài điểm cho Công an 16-17. Pha đập bóng rất mạnh của Bình Văn điểm cho Bình Văn 18-16. Bóng rất mạnh của cầu thủ số 9 của Công an. Điểm cho Công an 17-18. Đội đội Bình Văn đánh bóng đối điểm cho Công an 18 đều. Sân điểm cho Bình Văn 19-18. Công an đánh bóng ra ngoài điểm cho Bình Văn 20-18. Bình Văn good. Wow, Bình Văn được bật bóng ra ngoài điểm cho Bình Văn 22-18. Wow, Bình Văn thiên đường người yếu.
mấy thằng kia nó đuổi vào đó. Công ty khởi động một số xếp vào buổi sáng và buổi chiều, các đội đã bắt nhịp được những trận đấu và công hiến cho các khán giả nhiều pháo bóng rất hay và tuyệt vời. Và đề nghị các khán giả cũng nhiệt tình cổ vũ cho cả hai đội. Vâng, 30 giây hồi ý đã hết, mời hai đội vào tiếp tục thi đấu. Nó trẻ hơn. Tuyệt rồi, cơ hội. Đội bóng của công an. Vâng, trọng tài phụ đã coi là đội công an đã bị giảm lưới. Điểm cho Bình Văn 23-18. Điểm cho Bình Văn 24-18. Vâng, cuối cùng thì quả quyết định của công an ghi điểm 19-24. Đi bộ vào anh. Ra Tùng ơi. Bình Văn đánh bóng tốt, điểm 25-19. Kết thúc set trận đấu đầu tiên, đội Bình Văn giành chiến thắng 25-19 trước đội công an. Qua đó tạm vươn lên dẫn trước đội công an với tỷ số 1-0 qua set thi đấu đầu tiên. Mời quý các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi set thi đấu thứ 2 của trận đấu này. Trận hai đối thủ là của Cao Tân à? Ok thôi. Mời quý bạn tiếp tục theo dõi set thi đấu thứ 2 của trận đấu giữa hai đội công an tỉnh Bắc Cạn gặp đội Bình Văn. Vậy là ở hiện tại là điểm số 1-0 ở set thi đấu thứ 2. Quý các bạn xem hay thế like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lượt like, một lượt đăng ký của quý và các bạn sẽ là niềm động lực lớn cho chúng tôi để chúng tôi có thể đi nhiều giải, quay nhiều video hay về bóng chuyền Bắc Cạn cho quý và các bạn cùng xem. Điểm cho công an 2-1. Một pha chạm bóng tốt, bóng đi ra ngoài tuy nhiên đã chạm người của các cầu thủ Bình Văn. Điểm cho các cầu thủ công an 3-1. Điểm công an 3-1. Chạm đầu của đội Bình Văn. Pha phạt bóng của Hoàng Dương. Một pha đánh bóng rất uy lực, tuy nhiên bóng đi ra ngoài. Vâng, như vậy trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ công an 4-1. Và phạt bóng của Hoàng Dương. Tiếp tục phạt tay chắn của Hoàng Dương văng ra ngoài. Điểm cho công an 5-1. Điểm cho công an 6-1 và đội Bình Văn xin tạm dừng hội ý kỹ thuật. Hold it. Hát lên em. Ok.
rồi tiếp tục thi đấu. Tập bóng rất mạnh của đội Bình Văn ghi điểm 2-6. Sau 30 giây hội ý thì đội Bình Văn đã lấy được điểm. Đội Bình Văn tập bóng rất mạnh nhưng mà không qua được hàng chắn của đội Bình Văn. Điểm cho Bình Văn 3-6. Bước 1 nói điểm cho Bình Văn 4-6. Rồi pha đập bóng rất mạnh của đội Công An ghi điểm 7-4. Lấy bóng các anh em ơi. Điểm cho Công An 8-4. Lại 4 điểm. Rồi, Bình Văn đập bóng rất mạnh. Nó hiểm vào điểm cho Bình Văn. 5-8. Bóng chết rồi đấy. Bóng rất mạnh và tay chắn của đội Bình Văn ra ngoài. Điểm cho Công An 9-5. Bóng chéo sân rất mạnh, điểm Công An 10-5. Rồi, Công An chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Bình Văn 6-10. Đánh bóng lỏng ghi điểm 11-6. Wow, pha đập bóng mạnh của Bình Văn ghi điểm 71. Chắn bóng bật ra ngoài, điểm cho Bình Văn 8-11. Rồi, Công An cũng đánh đập bóng bật tay chắn của Bình Văn ra ngoài, điểm cho Bình cho Công An 12-8. Quay ra ngoài hết cách đỡ. Bóng bật tay chắn của đội Bình Văn ra ngoài, điểm Công An 13-8.
cho Công An 13-8. Do cái vôi nó tràn ra ngoài khá nhiều cho nên là vẫn có vôi tung lên. Số một lỗi của đội Bình Vân, điểm cho Công An 15-8. Ba cũng một rồi bên này. Rồi Bình Vân đập bóng không qua lưới, điểm cho Công An 16-8. Vào đội Bình Vân này xin dừng hội ý lần thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai này. Lấy quả bơ một. Vâng, đội Bình Vân những người có thể đổi của bóng khác, bóng kia bơm hơi căng. Thì quay. Mẹ chạy điện thoại chút. Cuối cùng thì này, Hoàng Bình Vân đã chắn bóng ra ngoài, điểm Công An 17-8. Hoàng Bình Vân đã đánh bóng và chờ bạc đã chắn của đội Công An ra ngoài, điểm cho Bình Vân 9-17. Tám quả rồi, cố lên. Theo chắn bóng của Bình Vân thành công, điểm cho Bình Vân 10-17. Phòng thủ của Bình Vân không thành công, điểm cho Công An 18-10. Công an phòng thủ để bóng ra ngoài, điểm cho Bình Vân 11-18. Chuyền bóng rất hay của đội Công An, điểm cho Công An 19-11. Cuối cùng thì Bình Vân đập bóng ngay nhưng không còn nữa. Điểm cho Công An 20-11. Còn bóng đập bóng rất mạnh, lọt tay chắn của đội Công An, điểm cho Bình Vân 12-20. Điểm cho Công An 21-12. Bóng trong sân, điểm cho Công An 23-12.
12. Xin lỗi 22 12. Một nữa bắt. Bắt này mới là ngoài. Cú sút của đội công an điểm cho công an 23. Đây. Vâng, đội Bình Văn cũng rất có khả năng dần dần như hiệp thi đấu thứ nhất. 24-12. Ôi, bắt mùa làm gì nữa, thả đi. Bắt làm gì nữa. Đội Bình Văn đập bóng rất tốt, điểm cho Bình Văn 13-24. Điểm 25-13, kết thúc set thi đấu thứ hai. Đội công an tỉnh đã vượt qua đội Bình Văn với một cách dễ dàng, điểm số cách biệt 25-13, qua đó san bằng tỷ số 1-1 qua hai set thi đấu đầu tiên. Vậy là hai đội sẽ phải bước vào set thi đấu thứ ba quyết định của trận đấu này, xem mà đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Mời quý các bạn tạm nghỉ phút trước khi theo dõi set thi đấu thứ ba của trận đấu này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi set thi đấu thứ ba giữa đội công an Bắc Cạn gặp đội Bình Văn Chợ Mới trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền ra thanh niên xã Quang Thuận mở rộng năm 2021. Qua set thi đấu đầu tiên thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Vậy là ở set thi đấu thứ ba này đội công an là đội phát bóng trước, trận đấu đã bắt đầu. Một pha đánh bóng tốt của các cầu thủ Bình Văn, điểm 1-0 cho Bình Văn. Quý vị và các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên hai của Tuấn Con, Hoàng Dương. Và đánh bóng rất lực của Hoàng Dương, điểm 1-1 cho công an. Hoàng Dương là cầu thủ đến từ quê hương Hoàng Trí, Ba Bể. Anh hiện tại đang là công an nghĩa vụ của tỉnh Bắc Cạn. Và phạt bóng ăn điểm trực tiếp, điểm 2-1 cho công an. Tiếp tục là pha phạt bóng của Hoàng Dương. Một pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp, điểm 3-1 cho công an. Bóng của đội quan cũng thành công, điểm cho Bình Văn 2-3. Không qua được tay chắn của đội công an, điểm cho công an 4-2. Khán giả ngoài đang là nín thở chờ đợi những kết quả. Bóng bỏ bóng nhẹ vào đội. Công an điểm cho công an 5-2. Oh.
pha đập bóng rất mạnh của đội Bình Vân. Ghi điểm cho Bình Vân 3-5. Điểm cho An 6-3. Điểm cho Bình Vân 4-6. Thành công. Điểm cho Bình Vân 5-6. Giúp của bóng luôn, hết bóng là đánh khó. Các khán giả đội nhà Quang Thuận nó còn để giúp cho ban tổ chức lấy giúp của bóng nó còn nước và khó đánh. Điểm cho Bình Vân 7-6. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Công An 7-0. Rồi, Công An đập bóng ra ngoài, điểm cho Bình Vân 8-7. Được hàng tay chắn của đội Bình Vân, điểm cho Bình Vân 9-7. Và trả lời thành phố bóng đập rất mạnh của đội Công An và lọt tay chắn của đội Bình Vân, điểm cho Công An 8-9. Hôm qua được thằng tay chắn của đội Công An, điểm cho Công An 10-9.
Công An. Điểm Công An 11 chip. Điểm cho Bình Văn 10-11. Điểm cho Bình Văn 11 đâu. Điểm cho Công An 12-11. Do quả bóng vừa bị ngâm nước nên nó hơi nặng một chút. Điểm cho Bình Văn 12 đâu. Xa quá. 3-7 tay trái của cầu thủ Công An. Ở vị trí số 4. Điểm Công An 13-12. 12 đội đổi sân. Thi đấu thứ ba này thì hai đội cũng ngang ngửa giành nhau từng điểm một. Mỗi hai đội tiếp tục. Pha đập bóng với cú máy của Công An đưa bóng ra ngoài. Đập bóng rất mạnh của cầu thủ số 4 của Công An. Điểm cho Công An 15-13. Cho Bình Văn 14-15. Thái ra kìa Thái ơi. Và khán giả cũng rất là hồi hộp để chờ đợi kết quả của trận đấu. Rồi tất cả các khán giả đều điểm cho Bình Văn 15 đâu. Đập bóng và tay chắn của đội Văn ra ngoài. Điểm cho đội Công An 16-15. Đội Thế ngồi đợi từ phía sau để cho đập bóng rất tốt của đội Bình Văn. Điểm cho Bình Văn 16 đều. Vâng, ta đánh lại pha bóng này do cái dây của mép lưới nó thò ra ngoài một tí cho nên là cái áo bấu vào. Vâng, đánh lại quả bóng, pha bóng này. Đánh lại pha bóng này, vâng, vâng. Vâng, chúng ta đang là điểm 16 đều, nhưng là chúng ta đánh lại pha bóng này. Do cái dây của lưới nó thò ra điểm quá. Vâng, điểm này tốt hơn. Và 17-16 cho Công An. Ừ,
Còn hiện nay trên sân cờ tiểu đã có khoảng trên 2 vạn khán giả. Vâng, khán giả không thể ngồi yên được nữa rồi, tất cả các khán giả đã đứng lên để cổ vũ cho ai rồi. Cổ vũ đuổi bên này thôi. Và các cầu thủ qua rồi cũng cống hiến cho các khán giả rất nhiều pha bóng hấp dẫn. Qua sân rồi. 18-17. Vâng, có thể nói là nhiều pha bóng rất đầy cảm, rất có quan sát cho nên là mình đang đưa bóng ra ngoài điểm cho Công An 18-0. Vâng, rất là gay cấn. Hai đội đang giành nhau từng điểm một. Tay trắng của đội Công An điểm cho Bình Văn 19-18. Trả lại tên. Và Công An đã dành tạm thời hội ý kỹ thuật 30 giây. Vâng, có nghĩa là đôi, có nghĩa là đôi nào cũng tất cả các đội sau khi đã khởi động thì các cỗ máy dầu cũng đã khởi động lại trơn tru và những cái màn kịch tính đã diễn ra rất hay trên sân khấu. Đang hội ý thầy. Không đâu, vì bài điểm không đâu. 5 quả nữa. Wow, 30 giây hội ý đã hết. Mời hai đội tiếp tục thi đấu. Có hiệu quả. Điểm 19-20. Trả lại tên lại. Đẹp ơi. Bóng không còn nữa. Điểm cho. Điểm cho Công An 20-20. Và là Bình Văn theo chính toàn thể hội ý kỹ thuật 30. Rất căng thẳng. Căng thẳng quá. Dính rồi.
tay vào con lò đó. Số 4 của Đông An và tay chắn của Hồ Tùng Văn ra ngoài điểm cho Đông An 22-21. Quay lại cắt lại, quay lại cắt lại. Mình đáo đổ. Cắt mình rồi. Cắt mình chưa rồi. Ui, bờ một quá đẹp mà đập cũng rất đẹp. Bóng! Ê! Kịch tính hai thầy đã giành nhau từng điểm một trong những đường cuối cùng này. Bạn khán giả đứng hết đây rồi. Còn sáng nay thì đội công an đã được một nồi lẩu rồi, lẩu nóng dễ rồi. Chiều nay cũng không biết là... Chiều nay không có đội lẩu nào nữa. Vẫn phòng thủ rất tốt. Ê, chặt vào. Tùng Văn đâu à, đi làm liên hoan 23 đi. Trả lại tiền cho em luôn à, trả lại tiền cho em đi. Tiền điện thoại. Quay lên. Còn ban huấn luyện của đội công an là... Gây mất rồi, sáng nay. Quá đẹp. Trả lại tên. Tiếp tục. 3 gãy luôn cả đồ tác nghiệp rồi anh em ơi. Và những quả bóng cuối cùng này thì hai đội cũng rất sắp trân trọng. Hai quả thôi. Tâm lý thôi. Bên! Và điểm của Bình Tân. 2-4-3. Quả một quả thôi, cố gắng lên. Cố gắng lên. Bỏ bóng tốt, điểm 25-23 cho Bình Văn. Kết thúc trận đấu, đội Bình Văn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước cầu thủ Công An. Một kết quả rất bất ngờ các bạn ạ. Xin được chúc mừng cầu thủ Bình Văn đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Vẫn còn. Quý vị và các bạn xem hay đến like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Mình nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh em cố lên nha, vẫn còn cơ hội nhất nha. Nương như vậy. Văn thắng PC 11 đấy. Ra sân đi Văn.